bé ăn có tội hay nghiệp gì không sư? Câu thứ hai, con muốn hỏi sư là kinh doanh nhà nghỉ có phải nghề tà mạng không sư? Nếu mình kinh doanh mà không tham, không lừa gạt, có nhiều người họ nói với con là tà mạng. Con nói nhờ họ nói nhờ nhà nghỉ mà có vô số người ngoại tình, sư hoan hỷ giải đáp giúp con. Thưa quý vị, là quý vị ra chợ mua theo đúng tâm tình nhục chẳng có vấn đề gì ha, tức là không thấy, không nghe, không nghi. Đức Thế Tôn dạy đó là loại thịt hoàn toàn thanh tịnh, cho nên cứ yên chí mua về dùng. Tại vì Đức Thế Tôn nói cái loại thịt đó không tạo nghiệp nha, không mang lại cái quả báo, cho nên là cứ yên chí. Nhưng mà nhớ đừng có hẹn ha, đừng có hẹn trước, đừng có đặt trước người ta, cứ như vậy mà mua về ha thì không có sao hết. Còn cái việc mà kinh doanh nhà nghỉ đó, thứ nhất là nó tùy theo cái chủ ý của mình. Cái chủ ý của mình á, là mình có cái chủ ý gì. Ví dụ như mình kinh doanh nhà nghỉ là để cho người ta có cái chỗ người ta ở lại, có cái chỗ người ta trú ngụ thì nó không có tà mạng. Còn mình kinh doanh nhà nghỉ á, với cái suy nghĩ là để nam nữ có cái chỗ họ đến với nhau thì khi đó là mình tà mạng nha, nhớ giùm nha. Thành ra cái việc kinh doanh á, mình kinh doanh vì cái mục đích gì, với cái suy nghĩ gì, với cái tác ý gì, nó rất là quan trọng nha. Và đương nhiên thì nếu như quý vị kinh doanh nhà nghỉ với cái suy nghĩ á, là mình kinh doanh là để cho người ta ngoại tình với nhau thì cái đó là tạo ác nghiệp. Thành thử cũng một việc, nhưng mà cái chủ ý của mình như thế nào nó sẽ quyết định là cái nó tạo cái nghiệp thiện hay bất thiện. Còn nếu như mà quý vị cảm thấy nó ngại, tại vì nhà nghỉ thường thì một là các cặp đôi họ thuê qua đêm, hai là các cặp đôi họ thuê theo giờ, thì nếu mà mình kinh doanh kiểu đó mà mình nghĩ là mình không phải kinh doanh để cho nam nữ đến với nhau á, thì có đôi khi nó cũng có vẻ là mình hơi lừa, mình dối người. Thì tốt nhất để tránh cái chuyện đó, để tránh chuyện đó thì cũng là kinh doanh chỗ trọ, thì quý vị có thể cải biến nó thành cái nhà trọ hoặc là cái chỗ trọ ví dụ theo tháng. Thì như vậy đó thì người ta chỉ đến để người ta ở, để họ đi làm, họ làm ăn, thì như vậy là mình sẽ đỡ rất là nhiều những cái trường hợp mình khó xử. Tại vì khó xử ở cái chỗ là có thể người ta sẽ thuê chỗ của mình để nam nữ đến với nhau, thì cái chuyện đó là chuyện không có nên đấy. Thì nếu quý vị ngại thì có thể thay đổi cái kiểu như vậy.